Chào cả nhà, biết ơn thầy. À, buổi sáng nay thì mình lại được trở lại với nhau trong chuỗi chủ đề đó là nâng tầm trí tuệ trong hành trình làm bố mẹ đúng không ạ? Và hôm nay là buổi thứ chín rồi. Dạ yeah, hôm nay là buổi thứ chín của chuỗi này chưa có tính là chuỗi mà chúng ta có nghề làm bố mẹ theo luật và lý của vũ trụ. Thì rất là nhiều những cái lý thuyết đã được chia sẻ Và như thầy Thái nói Thì lý thuyết nó không có phải là trí tuệ Nó chưa phải là cái mà mình có thể Ứng dụng và tạo nên giá trị sống Thì nó chưa phải là trí tuệ ừ. Do đó thì qua 10 buổi của cái chuỗi là Nghề làm bố mẹ theo luật và lý của vũ trụ à, Với lại chín buổi tám buổi vừa rồi của chuỗi nâng tầm trí tuệ trong hành trình làm bố mẹ thì hôm nay cô hồng sẽ test xem là mình đã thực hành như thế nào mình đã thực hành như thế nào để những cái điều mà mình nghe ở đây nó thành giá trị cho mình à, cho gia đình mình và cho xã hội của mình Vừa rồi ở à, cuối tuần ngày 20 tháng 11 thì cô Hồng có được mời làm diễn giả ở liên hoan nghệ sĩ tỉnh thức Diviners Fest Virtual 2021 toàn cầu. À, một cái chương trình có khoảng 50 nghệ sĩ trên thế giới và các diễn giả với những chủ đề liên quan đến tỉnh thức và ứng dụng của sự tỉnh thức ở trong cuộc sống à, đến với cái liên hoan đó thì các nghệ sĩ cùng cộng hưởng năng lượng yêu thương chữa lành à, gửi cho thế giới à, cô Hồng không phải là một nghệ sĩ à, nhưng mà với cái cái tần số năng lượng thì nhiều học trò đã kết nối với cái ban tổ chức và nói ban tổ chức là hãy mời cô Hồng và cô Hồng đến đó với tư cách của một diễn giả chứ không phải là một nghệ sĩ và chương trình rất là tuyệt vời liên tục mà được nghe những cái bài nhạc những cái chương trình thiền những cái chương trình kiến thức về tâm thức mới nhất ở trên thế giới một cái tần số cộng hưởng nó tuyệt vời và các bạn có thể xem lại ở cái youtube của diviners fest diviners việt nam hoặc là diviners movement đều có và ở trong chương trình đó thì cô hồng được đặt hàng cái chủ đề có tên là trưởng thành cùng con trong tự do trưởng thành cùng con trong tự do à, thì khi nghe cái chủ đề này thì các thầy cô ở đây mình nghĩ gì ạ? Mình nghĩ gì về cái tiêu đề này? Và cái tiêu đề này nó liên quan như thế nào với cái chuỗi là nâng tầm trí tuệ trong hành trình làm bố mẹ mà chúng ta đang chia sẻ ở đây? Hai cái tiêu đề trưởng thành cùng con trong tự do câu hỏi là mình có, có cảm nghĩ gì với cái tiêu đề đó có suy nghĩ gì với cái tiêu đề đó có cảm xúc gì với cái tiêu đề đó và mình cảm thấy nó liên quan như thế nào với cái chủ đề là nâng tầm trí tuệ trong hành trình làm bố mẹ mà mình đang chia sẻ với nhau ở các buổi sáng thứ tư này ở đây mình có hai từ khóa đúng không ạ mình có từ khóa trưởng thành và mình có từ khóa tự do và đây là cái sự trưởng thành của ai và sự tự do của ai ạ à? dạ à, các thầy cô đã trả lời đúng đúng không ạ các thầy cô nói là sự trưởng thành và tự do của cả hai vì mình đã đi cái hành trình nâng tầm trí tuệ trong nghề làm bố mẹ rồi cho nên là mình trả lời chính xác đó là của cả hai nhưng mà đa số phụ huynh ở bên ngoài thì sẽ nghĩ cái đề tài này là con trưởng thành chứ không phải là cha mẹ trưởng thành bởi vì mình giả định là mình đã trưởng thành rồi hầu hết bố mẹ giả định là mình đã trưởng thành rồi mình đã trưởng thành rồi cho nên mình mới có con và cái trách nhiệm của bố mẹ là để giúp con trưởng thành đúng không ạ à? nhưng mà ở đây đó là sự trưởng thành của bố mẹ sau đó mới đến sự trưởng thành của con sự tự do của bố mẹ sau đó mới đến sự tự do của con rồi mình quay lại cô hồng lại quay lại với những cái tuần trước thì nó liên quan như thế nào với cái trí thông minh tâm linh mà mình đã cùng nhau tìm hiểu đào sâu trong tám buổi vừa rồi, à, thì các thầy cô nào nhớ được cái định nghĩa của trí thông minh tâm linh thì mình ghi vào trong chat nè và các thầy cô, các anh chị em nào mà mình mới đến buổi zoom hôm nay mình chưa có nhớ thì mình có thể đọc trong chán đọc trong chán những thầy cô mà đã nhớ rồi đó ghi lại cái định nghĩa thì mình có thể tham khảo à, trí thông minh tâm linh là năng lực hành xử khôn ngoan và từ bi với sự bình an bên trong và bên ngoài bất kể tình huống à thì cô học nhắc lại là mình có bốn loại trí thông minh bốn loại trí thông minh mà theo cái khoa học tâm lý học mới nhất của thế giới người ta công nhận là con người cần phát triển bốn loại trí thông minh này thì mới hoàn thiện cái cái vai trò của con người hoặc là cái hạnh phúc của con người đó là trí thông minh thể chất trí thông minh cảm xúc trí thông minh logic và trí thông minh tâm linh thì qua một cái giai đoạn lịch sử trí thông minh thể chất và trí thông minh logic đã được đề cao rất nhiều à có nghĩa là mình chăm sóc sức khỏe và mình phải đi học những cái bộ môn và mình phải nhớ mình phải thi mình phải tốt nghiệp những cái chủ đề khoa học xã hội à thì đó là trí thông minh thể chất và trí thông minh logic. Nhưng có hai cái trí thông minh bị bỏ quên, thậm chí còn bị trù dập nữa thì đúng hơn đó là trí thông minh cảm xúc và trí thông minh tâm linh. À, trí thông minh cảm xúc mình bị trù dập là bởi vì mình có thể bị đánh để mà mình học. Mình có thể bị la mắng bạo lực để mà mình phải có điểm tốt. Thì có nghĩa là cái trí thông minh cảm xúc bị trù dập bởi vì cái trí thông minh logic được đề cao. Và sau đó thì cái ngành tâm lý học đã nhận ra được cái vai trò của trí thông minh cảm xúc. Có nghĩa là nếu mà vui á thì sẽ học rất tốt. Có nghĩa là nếu mà cảm xúc mà dân trào thì trí nhớ hoạt động rất tốt và có thể nhớ dễ dàng và nhớ lâu dài còn nếu mà làm cho sợ hãi để mà học á, thì có thể nhớ được ngay lúc đó cố gắng nhớ ấn tượng liền bởi vì sợ đau mà nhưng mà sau đó thì sẽ không nhớ được lâu dài sẽ rất là mau quên Do đó mà những bé mà bị gò ép để học để thi á thì nó đi thi xong cái nó quên hết nó không còn nhớ những gì đã học nữa nhưng mà nếu mà học bằng cái niềm vui của sự tò mò thì mãi về sau mấy chục năm sau vẫn còn nhớ nên cái vai trò của trí thông minh cảm xúc trong học tập nó được nâng lên nhưng mà nó đã được ứng dụng trong sư phạm chưa thì ở đây các thầy cô mình thử trả lời cái câu hỏi đó nên là đối với các bố mẹ thì cô hồng hay hỏi cái câu là học ra học chơi ra chơi cái câu đó nó có đúng hay không hay là học là chơi và chơi là học cho dù ở độ tuổi nào học là phải vui cho dù ở độ tuổi nào học là phải vui thì cái câu học ra học chơi ra chơi nó sai rồi vì mình áp dụng cái câu đó cho nên trẻ con nó chỉ mong học cho xong để được chơi trẻ con nó chỉ mong ra khỏi nhà trường để được đến phòng game trẻ con nó chỉ mong làm bài online xong để tắt online bài đi để ba mẹ cho chơi game đúng không ạ thì mình đang đảo ngược giá trị của học và chơi Và mình tưởng rằng sự tự do là được chơi. Ai cảm thấy như vậy ạ? À? Ai cảm thấy là con cháu của mình và cả bản thân mình nữa học là bị gò ép và chơi là được tự do? Khổ sở lắm. Học cho xong bài đi. Để xong cái trách nhiệm với bố mẹ thầy cô đi. Để nhảy qua game. Trời ơi, và trong game, trời tôi được sống tự do, thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ. Cuộc đời phải là thế. Rồi mình hỏi tại sao mà thiếu niên trở lên cái nghiện game hết trơn. Không có nghiện học mà nghiện game. Thế thì mình phải đảo ngược cái sự tự do. Mình phải đảo ngược cái sự tự do trong học tập đó là học cực kỳ vui học cực kỳ đáp ứng những cái nhu cầu tâm lý của con người nhu cầu của trí thông minh cảm xúc và tự khắc kiến thức nó sẽ nhập vào những cái điều mà mình mình được ghi nhớ khi mình chơi á nó có mà như không học mà như không học Bỗng nhiên mấy năm sau vẫn còn nhớ. vậy thì cái sự tự do mình đặt nó ở đâu. và cái mong muốn được trưởng thành được tự do nó nằm ở đâu. Nó có phải người trưởng thành là người phải hoàn thành tất cả các trách nhiệm không? Hay là người trưởng thành là người biết sáng tạo niềm vui? Mình tự trả lời câu hỏi đó à. Người trưởng thành được cho là người phải hoàn thành những cái trách nhiệm nhưng mà người trưởng thành là người biết sáng tạo niềm vui đó là người có sự phát triển của trí thông minh cảm xúc và trí thông minh tâm linh đúng không ạ à? phát triển trí thông minh cảm xúc thì trở thành người lãnh đạo đó phát triển trí thông minh tâm thì thành thành người đào tạo tâm sáng người lãnh đạo tâm sáng Đúng không ạ? À? Bây giờ thầy cô nào mà sáng tạo được trí thông minh cảm xúc trong lớp học của mình thì giáo dục xuyên tim rồi. Phải không ạ? À? Học trò chỉ mong đến cái giờ học để được đi học thôi. Để được tự do trong lớp học đó, để được thể hiện mình trong lớp học đó. và đó là cái năng lực phát triển cao cấp hơn và người ta nhận ra rằng những cái người sếp á, mà kém về trí thông minh cảm xúc thì sẽ không làm sếp được đúng không ạ và bây giờ người ta nói ô muốn thành công thì phải eq eq chứ không phải iq iq à eq chính là trí thông minh cảm xúc và iq chính là trí thông minh logic cho nên cho dù là anh bao nhiêu bằng tiến sĩ đi nữa và anh về một cái tổ chức anh làm việc mà anh kém về trí thông minh cảm xúc anh không kết nối được với những người xung quanh anh không kết nối được nhân viên anh không truyền được động lực anh không truyền được cái cảm hứng niềm vui thành công thì anh không có làm sếp được thì người ta đề cao lên cái trí thông minh cảm xúc và cái trí thông minh cảm xúc nó cho thêm sự tự do và cái sự tự do thể hiện cảm xúc và cái sự trân trọng cảm xúc của người khác. À, rồi sau này người ta lại những cái nhà tâm lý học người ta lại phát hiện ra rằng, à cao hơn cả trí thông minh cảm xúc nữa, nó còn có một cái trí thông minh, đó là trí thông minh tâm linh mà mình vừa mới nhắc lại cái định nghĩa đó, thì trong cái thời Covid thì cái trí thông minh tâm linh này được đề cao và được nghiên cứu rất là nhiều. Nó được nghiên cứu trong nhiều công trình của nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ. Có đáng ngạc nhiên không ạ? À? à vì cái chữ tâm linh này nó không có liên quan gì đến tôn giáo. Nó cũng không liên quan gì đến mê tín dị đoan, hoang đường gì cả. Mà nó là một cái năng lực mà người ta phát hiện ra là nó cực kỳ quan trọng trong khủng hoảng, trong nghịch cảnh. và COVID chính là cái bối cảnh để người ta nhìn thấy những cái người mà tỏa sáng à, trong cái nghịch cảnh đó, cái tình yêu thương, cái năng lực ảnh hưởng xã hội nó lan tỏa. trong khi nếu mà không có cái trí thông minh tâm linh thì sẽ sụp đổ trong nghịch cảnh. Và vì rất là nhiều chủ doanh nghiệp có thể đã phát triển trí thông minh cảm xúc nhưng chưa phát triển trí thông minh tâm linh. Vì vậy, thầy Thái không chỉ là một cái tấm gương phát triển trí thông minh tâm linh và thể hiện nó ở SE. Mà thầy Thái còn nhìn thấy là sẽ có rất là nhiều doanh nghiệp bị điêu đứng. Rất là nhiều doanh nghiệp bị điêu đứng bởi vì không có năng lực vượt qua nghịch cảnh và cái trí thông minh tâm linh để vượt qua nghịch cảnh cũng là cái mà các thầy cô, các anh chị em mình học ở SE này. Đó là năng lực hành xử khôn ngoan và từ bi. Năng lực hành xử khôn ngoan và từ bi với sự bình an bên trong và bên ngoài bất chấp tình huống. Dạ. Yeah khôn ngoan là gì ạ à? theo luật vũ trụ từ bi là yêu thương vô điều kiện à bình an thật sự chứ không phải kiềm chế cảm xúc chứ không phải giả vờ ổn mà cái sự bình an nó bắt rễ từ bên trong và nó tỏa ra bên ngoài và những người gần mình cảm nhận được cái sự bình an đó và Dĩ nhiên là phải bất chấp tình huống chứ nếu mà mình chỉ bình an trong những tình huống dễ dàng mình chỉ từ bi trong những tình huống dễ dàng thì nó không phải bình an mà nó vẫn chẳng phải từ bi đúng không ạ à? vậy thì trong gia đình mình như thế nào và quay trở lại là mình trưởng thành và tự do như thế nào à tuần vừa qua thì mình đã thấy là trong cái hình xử với con mình, cô Hồng có đặt câu hỏi là trong cái hành xử với con mình với tâm thế nghệ nhân có ước mơ, có mảnh ghép và có hành động thì mình có thay đổi gì trong hành xử với con cái của mình không? Mình có đặt câu hỏi là nếu trong bối cảnh này mình áp dụng luật vũ trụ thay vì là thói quen mình chọn câu nói thay vì là những mẫu câu có sẵn để mà mình kết nối với con cái của mình mình chọn yêu thương vô điều kiện thay vì là yêu thương vô minh như thầy thái nói yêu thương mong cầu Thay vì là con muốn được bố mẹ yêu thương Con phải ABC Thì cho dù con như thế nào Bố mẹ cũng yêu thương con Những mẫu câu đó Mình đã mang vào trong gia đình của mình Trong những tuần vừa rồi chưa ạ cảm ơn các thầy cô à, trong những cái buổi vừa rồi thì ở cuối buổi cô Hồng luôn đặt cái câu hỏi ứng dụng để cho mình phản ảnh vào trong cái đời sống của mình thì ở đây có các thầy cô trả lời là đã ứng dụng à, đã rất là tuyệt và chắc chắn là cái thay đổi đó nó đến từ mình trước À, ví ví dụ à, ví dụ về, về mẫu câu của sự vô minh và sự tỉnh thức thì cô Hồng sẽ chia sẻ cái slide và trong cái slide này khi mà đi qua những cái slide này cô Hồng sẽ ví dụ những cái tình huống thực tế và những cái tương tác những mẫu câu thực tế được không ạ? À? Xong rồi cô Hồng sẽ gợi ý thêm những cái mẫu câu mà nó phù hợp với cái trí thông minh cảm xúc và phát triển trí thông minh tâm linh và những cái mẫu câu này nó sẽ không phải là những cái chiêu đâu ạ à. cô hồng không có nói à đây là cách để con nghe lời không phải tất cả những cái mẫu câu những cái phương pháp công cụ đều là để chỉnh cho chính bố mẹ trước có nghĩa cái tâm mình như vậy thì mình học cách thể hiện cái tâm của mình ra cho nó đúng ví dụ như mình yêu thương con cái mình vô điều kiện thì mình phải tập nói những cái mẫu câu mà nó thể hiện tình yêu thương vô điều kiện trong khi mình yêu con mình là vô điều kiện thật ra nó có hư cỡ nào mình cũng yêu à đúng không con mình nó có hư cỡ nào mình cũng yêu mình không có hết yêu con nhưng mà cái ngôn ngữ diễn đạt của mình nó không có đồng bộ với cái ý nghĩa thật mà cái ngôn ngữ diễn đạt của mình lại là ngôn ngữ của tình yêu có điều kiện. Mình sẽ nói con hư quá mẹ không có yêu. Đúng không? Con ngoan đi rồi bố sẽ cho con cái này cái kia. À thì đó là mình sẽ học quan sát cái quan sát chính mình. Mình quan sát cái sự lựa chọn của mình và mình thể hiện cái sự lựa chọn nào tốt nhất để mình sáng tạo niềm vui mình sáng tạo ra cái cơ hội để mình kết nối chứ mình không có còn sống theo cái bản năng và những mẫu câu có sẵn nữa